hàng loạt nhà hàng khách sạn dù nằm ngay ở những vị trí mặt tiền đất địa của khu du lịch biển mỹ khê thành phố quảng ngãi nhưng hiện trở thành những công trình hoang từ nhiều năm qua là hình ảnh mà bất cứ ai đã từng đến đây đều nhìn thấy được biết từ nhiều năm qua mỹ khê là khu du lịch biển nổi tiếng nhất nhì ở quảng ngãi vì vậy không có gì khó hiểu khi hàng loạt dự án công trình du lịch dịch vụ được đầu tư vào biển mỹ khê tuy nhiên trái ngược với sự kỳ vọng góp phần làm đẹp thúc đẩy phát triển du lịch biển mỹ khê sau một thời gian khởi công do nhiều nguyên nhân nên hàng loạt công trình khách sạn, nhà hàng, vườn sinh thái biển, dịch vụ tắm biển đến nay vẫn trong tình trạng nham nhở dở dang trở thành vết bẩn làm xấu bộ mặt cảnh quan của khu du lịch này. Bây giờ có rất là dư, nên trong bây giờ là khu du lịch họ mở lên họ lồn cho 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 cho, vui vẻ nhai dân nhân dân họ coi. Theo thống kê, tại khu du lịch biển Mỹ Khê hiện còn 6 dự án được cấp phép đầu tư vào lĩnh vực du lịch dịch vụ. Thế nhưng qua nhiều năm, số dự án này không triển khai hoặc triển khai quá chậm, trở thành những công trình hoang gây lãng phí tài nguyên bức xúc trong dư luận. Mới đây, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã có chỉ đạo thu hồi, đưa ra đấu giá những dự án du lịch, thương mại đã cấp chủ trương đầu tư trước đó, nhưng trong quá trình triển khai, nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết. Việc sớm xử lý những công trình gian dở bỏ hoang để xóa bỏ cảnh quan nhếch nhát, kêu gọi nhà đầu tư có đủ thực lực tham gia xây dựng những dự án công trình mới để đưa khu du lịch Mỹ Khê trở thành điểm đến cho du khách khi đến thăm tỉnh này.